Thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ tổ chức đưa 13 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Chiều ngày 23 tháng 8, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, 34 tuổi, 8 năm tù, Phan Trung Hảo, 55 tuổi, 7 năm tù. Cả hai bị cáo đều trú tại huyện An Phú và Nguyễn Văn Khanh, 29 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, 6 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo cáo trạng, sau thời gian quen biết, Khanh 29 tuổi, Hảo và Khanh 34 tuổi được các đối tượng không rõ địa chỉ, câu móc, lôi kéo tham gia đưa rước người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng tiền công. Cả ba đồng ý. Sau khi được giao nhiệm vụ thuê xe ô tô để rước nhóm người Trung Quốc, Hảo liên hệ với H thuê xe ô tô 16 chỗ khoảng 0 giờ 40 phút ngày 7 tháng 3 năm 2021. H điều khiển xe ô tô 16 chỗ đến khu vực Bệnh viện Đa Khoa, thị xã Tân Châu. Đón 13 người Trung Quốc, trong đó có 5 người do Khanh 29 tuổi chở từ thành phố Hồ Chí Minh xuống giao rồi quay về. Còn Khanh 34 tuổi kêu H chở 13 người Trung Quốc đến thành phố Châu Đốc. Bình, Hảo và Khanh điều khiển xe mô tô chạy theo. Đến khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, khi đến phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, H dừng xe cho nhóm người Trung Quốc xuống ăn uống và Hảo trả 1,5 triệu đồng tiền thuê xe. Biết nhóm của Bình, Khanh tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, H điện báo công an thành phố Châu Đốc đến bắt giữ Khanh và mời H, Hảo cùng nhóm người Trung Quốc về trụ sở làm việc. Riêng Bình đã kịp thời bỏ trốn, sau đó cả ba đối tượng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra.